Thưa quý vị, Long An hiện đang xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Để chương trình đi vào thực tiễn, ngoài việc kêu gọi đầu tư và kết nối cung cầu nguồn nhân lực cho lĩnh vực này, tỉnh còn tập trung phát triển nguồn nhân lực gắn với liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác lớn trong và ngoài nước để hình thành hệ sinh thái vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Ngành công nghiệp bán dẫn, đây là một ngành công nghiệp quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của lĩnh vực khoa học kỹ thuật và kinh tế toàn cầu, và là nền tảng cho các thiết bị điện tử, vi mạch và các linh kiện điện tử khác. Do đó, thời gian qua, tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn kiến thức về lịch sử và sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, các ứng dụng của công nghệ bán dẫn, xu hướng và triển vọng của ngành công nghiệp bán dẫn, những kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn, quy trình sản xuất chip bán dẫn hoàn chỉnh, phân bố chuỗi sản xuất ngành bán dẫn. Tôi kỳ vọng qua cái buổi tập huấn hôm nay thì cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh sẽ có một nhận thức bao quát nhất về cái ngành công nghệ bán dẫn này, để từ đó có những cái chủ trương, những cái định hướng cho tỉnh về nhất là trong công tác quản lý của mình. Cái thứ hai là hỗ trợ, giúp đỡ cho các doanh nghiệp trong ngành công nghệ bán dẫn này phát triển tốt hơn trên địa bàn tỉnh. Và cái thứ ba là đặc biệt quan tâm đến đào tạo nguồn nhân lực, giảng viên, giáo viên và người lao động phục vụ cho sự nghiệp phát triển ngành công nghệ bán dẫn này. Vị trí địa lý cũng như là nguồn lợi về nhân lực rất là thuận lợi cho việc phát triển, đặc biệt với vị trí địa lý của Long An là một thành phố vệ tinh lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì tạo rất là nhiều điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển và thu hút vốn đầu tư từ các nước khác. Và để chốt lại thì cái lợi thế lớn nhất mà tỉnh Long An có thể tập trung vào đó là đầu tư phát triển nguồn nhân lực và nâng cao khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực tại địa phương. Tại hội thảo khoa học về nhu cầu nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề và các ngành liên quan phân tích làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nghiên cứu, đánh giá nhu cầu về quy mô, cơ cấu, đặc điểm lao động kỹ thuật, lao động tay nghề cao của các doanh nghiệp ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh, gắn với chuỗi giá trị gia tăng về kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất và cải tiến công nghệ, đồng thời đánh giá thực trạng năng lực đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu vực và một số trường đại học gắn với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, ngành sản xuất bán dẫn, để từ đó xây dựng và thực hiện đề án chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn tỉnh Long An đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, theo định hướng lãnh đạo của tỉnh ủy. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, thì ngay từ đầu năm thì Sở Lao động Thương xã hội đã chủ động xây dựng cái chỉ tiêu tuyển sinh trong năm. Chúng tôi chú trọng các lĩnh vực ngành nghề đào tạo về cái lĩnh vực công nghệ cao như là công nghệ bán dẫn nè, rồi các cái ngành về năng lượng tái tạo, logistics. Chúng tôi đã có giao cho các cái trường công lập trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì trường cao đẳng Long An là giữ cái vai trò chủ đạo trong triển khai các hoạt động này. Thứ nhất là giao cho trường cao đẳng Long An đó là liên kết với trường cao đẳng FPT và các cái trường cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là xây dựng chương trình giáo trình và thiết lập cái hồ sơ để đăng ký là mở thêm những cái ngành nghề mới mà gửi cho ra Bộ Lao động Xã hội để mà đăng ký làm sao mà được cấp cái đào tạo những ngành nghề mới ở tại tỉnh. Hiện nay chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch về cái đầu tư công cho cái giai đoạn 2025-2030. Trong đó thì cũng tập trung đầu tư về cái cơ sở vật chất nè, phòng ốc nhà xưởng cũng như là trang thiết bị để thực hiện đào tạo các cái nghề có liên quan tới cái lĩnh vực công nghệ cao. Việc đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực cho ngành công nghệ bán dẫn không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp công nghệ cao tại Long An, mà qua đó còn tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Trường Cao đẳng Long An, trụ sở chính ở thành phố Tân An, là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm của đề án. Nơi đây sẽ xây dựng và nâng cấp các phòng thí nghiệm và phòng học hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ cao, công nghệ bán dẫn. Vì thế, để đáp ứng được yêu cầu thì việc chuẩn bị cơ sở vật chất cùng với đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Thì với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì khoa học kỹ thuật nó phát triển vượt bậc. Thì hiện nay thì các doanh nghiệp đã áp dụng vào trong quá trình sản xuất như tự động hóa và robot để thay thế con người. Thì trường Cao đẳng Long An là xác định là đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu của xã hội. Thì trường là phát triển một số nghề công nghệ cao, hướng tới là trường là tổ chức là tập huấn cho giáo viên đối với những nghề đào tạo lĩnh vực công nghệ cao về ở trong và ngoài nước, đi thực tập ở doanh nghiệp, rồi về trình độ ngoại ngữ để đáp ứng được cái yêu cầu. Cái thứ hai là trường có đầu tư là trang thiết bị, và trang thiết bị hiện nay thì được sự quan tâm của tỉnh, của bộ và đầu tư trang thiết bị cho trường, những trang thiết bị hiện đại, rà soát điều chỉnh lại chương trình để cập nhật cái kiến thức mới vào cái chương trình đào tạo. Thì trong chiến lược phát triển của tỉnh Long An thì trường sẽ mở thêm những cái ngành nghề thuộc là công nghiệp bán dẫn. Trong xu thế phát triển hội nhập như hiện nay thì cơ điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, công nghệ thông tin là những ngành công nghệ cao và là ngành gần với ngành công nghệ bán dẫn. Trong đó, ngành cơ điện tử tập trung vào việc thiết kế, phát triển và quản lý các hệ thống tự động và thông minh, thường được sử dụng trong các ứng dụng công nghiệp, thương mại và dân dụng. Đối với sinh viên năm 3, nhà trường luôn chú trọng hoạt động trải nghiệm, tăng thời gian thực hành tại nhà xưởng để các em vững tay nghề ngay sau khi ra trường. Học nghề có khá là nhiều lợi ích. Trước là thời gian học tập là nó tương đối ngắn và nó đào tạo được nhiều cho mình về kỹ năng mềm. Và quan trọng là mình sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với lại thực tập thay vì là mình chỉ học lý thuyết. Đối với một người đã học được tầm khoảng gần xong chương trình như tụi em thì tương đối là bây giờ tụi em có thể nắm bắt được đa phần các thiết bị và máy móc. Nhưng mà tụi em chỉ nắm được phần chung để sau khi ra trường thì tụi em vẫn có thể đi làm ở nhiều nơi. Trong khi đó, tại lớp trung cấp công nghệ thông tin, các em học viên sẽ được trang bị các môn như lập trình, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, thiết kế web và một số kỹ năng liên quan khác. Với em Kiều Anh, từ niềm yêu thích ngành công nghệ thông tin, em đã tìm hiểu rất kỹ về chương trình học, học phí và các cơ hội sau khi học xong chương trình trung cấp và quyết định học nghề sau khi học xong lớp 9. Trước khi học em cũng đã có tìm hiểu bên công nghệ thông tin và về quản trị mạng, dữ liệu và các phần mềm để sau này em ra trường em làm bên văn phòng. Em chọn đi học nghề vì sau 2 năm là em đã kiếm được việc làm và phụ giúp gia đình. Cũng là đơn vị được chọn đào tạo ngành công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, cơ sở Đức Hòa sẽ phát triển các chương trình đào tạo nghề và kỹ thuật chuyên sâu, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề cao cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa. Hiện cơ sở Đức Hòa đã đưa vào sử dụng xưởng thực hành mới với quy mô 4 tầng, 20 phòng học và phòng thực hành từ đầu năm 2024. Thời gian qua, quan việc chú trọng dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, cơ sở Đức Hòa luôn cập nhật các chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp với 12 ngành nghề. Ủy ban tỉnh cũng như các sở ngành tỉnh đã nhiều lần khảo sát về cái cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên hiện có ở cơ sở Đức Hòa. Thì định hướng của Ủy ban tỉnh là chọn trường Cao đẳng Long An, cơ sở Đức Hòa làm cái địa điểm đào tạo để phát triển cái chương trình kỹ thuật chuyên sâu nhằm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, cái đáp ứng cái yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó định hướng của tỉnh là cũng phát triển cái lĩnh vực chip bán dẫn trên cái địa bàn khu công nghiệp ở xã Lộc Giang, thuộc địa bàn của huyện Đức Hòa, gần nơi trường đặt trụ sở. Thì với định hướng của tỉnh như vậy thì tỉnh cũng đã thống kê
lập danh sách đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý liên quan để tỉnh đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực chip bán dẫn. Thì tới thời điểm này thì trường Cao đẳng Long An cơ sở Đức Hòa cũng có 3 nhà giáo và 1 cán bộ quản lý được cử đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài. Thì hiện tại thì cơ sở Đức Hòa cũng đang tiếp tục phối hợp với tỉnh để triển khai các cái nội dung tiếp theo yêu cầu của Ủy ban nhân tỉnh. Ngành điện công nghiệp ở cơ sở Đức Hòa là một trong những ngành công nghệ cao và là ngành hot thu hút nhiều học sinh vào học. Với ngành này, các em được trang bị kiến thức bài bản về ngành điện công nghiệp, được tiếp cận với bản vẽ thiết kế từ lý thuyết đến thực tế, được đào tạo từ khâu lắp đặt, vận hành đến sửa chữa hệ thống điện. Phần lý thuyết và thực hành của trong khóa học của em đã cơ bản nắm hết được tất cả về phần điều khiển hoặc phần cơ khí. Trong mô hình cánh tay robot này thì chúng em đã mất thời gian là trong khoảng 1 năm và cũng có tập thể lớp chúng em. Khó nhất là về phần cơ khí và lập trình. Và hai phần mà cũng như là cốt lõi nhất trong quá trình mà em đi học của khóa cao đẳng thì em đã được đi thực tế của các doanh nghiệp của giống như trong Long An mình thì có công nghiệp Đức Hòa. Dạ, thì cái cơ bản về các máy móc của khu công nghiệp thì nếu mà em được sự hướng dẫn của các chuyên gia hoặc các anh bảo trì của công ty thì em có thể tương đối vận hành được. Khi mà em học ngành điện công nghiệp á, em cảm thấy rất là thích. Dạ, khi mà vô được không gian của trường mình học được cái ngành này, mình sẽ tiếp thu được các máy móc và thiết bị. Sau này thì nếu mà có đủ điều kiện thì em sẽ sáng chế ra nhiều thiết bị máy móc giúp ích cho sản xuất hoặc trong công nghiệp. Dù ngành công nghệ bán dẫn còn khá mới, nhưng em Nhật Trường, sinh viên năm 2 ngành điện công nghiệp, cũng như các bạn sinh viên khác, đang có nhiều kỳ vọng vào cơ hội việc làm ở lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh. Về chuẩn bị đào tạo ngành công nghệ cao, công nghệ bán dẫn tại Long An, đây vừa là cơ hội và cũng là thách thức khi đòi hỏi phải có hạ tầng, thể chế và nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tuy nhiên, khi chuẩn bị tốt các điều kiện, thì khi đó Long An sẽ nhận được sự tin tưởng của các đối tác thu hút đầu tư cũng như phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng lĩnh vực bán dẫn trong tương lai.